Vâng, vậy là sau màn ra mắt thế giới tại Paris Motor Show 2018 thì hai mẫu xe của VinFast đã được đưa về quê hương của mình. Trên màn hình của quý vị và các bạn lúc này chính là những hình ảnh đầu tiên của chiếc sedan Lux A2.0 tại Hà Nội. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng Auto Daily khám phá ngoại thất cùng những trang bị khi xe được ra mắt tại Paris hoa lệ. Lux A2.0 là mẫu sedan có thiết kế cùng hạng với các mẫu xe như Toyota Camry, Honda Accord, Mazda 6, nhưng VinFast Lux A2.0 lại sử dụng platform của mẫu BMW 5 Series truyền thống. Và những trang bị trên VinFast sedan Lux A2.0 có đáng tiền hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Đầu xe thiết kế theo kiểu đèn định vị LED ban ngày đặt cao, hệ thống đèn pha cốt LED được chuyển xuống phía dưới, có chế độ bật tự động. Khá giống với các mẫu xe như Hyundai Kona, Mitsubishi Xpander mới ra mắt trên thị trường, dưới cùng là đèn sương mù LED. Mặt ca lăng được lấy cảm hứng từ những cánh đồng ruộng bậc thang. Camera trước nằm dưới logo chữ V, trang bị camera 360. Logo chữ V và thanh chrome kết hợp giải LED ban ngày cách điệu chữ F, đại diện cho thương hiệu VinFast. Đèn hậu LED trên xe VinFast được thiết kế liền mạch giống như Porsche, Aston Martin hay Bugatti. Như vậy là toàn bộ hệ thống đèn của VinFast Lux A2.0 đều là full LED. So với mẫu xe hạng D như Toyota Camry, đình đám thì trang bị này hơn hẳn. Phần đuôi xe có cụm ống xả kép, hai khe khuếch tán khí động học ở cản sau thường xuất hiện trên các mẫu xe hiệu suất cao như BMW, Mercedes-Benz hay Audi. Phần hông nổi bật với bộ mâm phay xước kích thước lớn có logo VinFast nằm chính giữa. Quanh xe đều có các thanh nẹp mạ chrome, tương tự body kit trên các mẫu xe thể thao, xe được trang bị cảm biến trước và sau, kết hợp với hệ thống camera 360. Bên trong khoang nội thất của VinFast Lux A2.0 được thiết kế rất đẹp, có thể thấy toàn bộ phong cách thiết kế vẫn mang hơi thở của BMW 5 Series. Toàn bộ bảng táp lô thiết kế đẹp, nhựa mềm dạng cao cấp và đèn ambient light cùng với những mảng ốp gỗ hoặc nhựa vân carbon. Điểm nhấn là màn hình trung tâm 10,2 inch, bạn có thể tùy chỉnh màn hình nền, các phong cảnh Việt Nam như Hạ Long, Huế, Tây Bắc hay những cảnh đẹp ở biển, rất đẹp mắt. Xe có trang bị kết nối Apple CarPlay và Android Auto với kết nối Bluetooth AUX và MP3. Vô lăng Lux A2.0 được lấy theo form của BMW 5 Series F10. BMW 5 Series đời mới dùng trợ lực điện, bàn đồng hồ thông tin có thiết kế khá tinh tế và màn hình nền cũng có thể thay đổi được. Xe được trang bị hệ thống khởi động Start-Stop Engine, ghế lái và ghế hành khách chỉnh điện 6 hướng. Da trên xe là loại da thật Nappa dùng cho phiên bản cao cấp, còn tùy chọn bản thấp hơn là da thật bình thường. Không gian hàng ghế sau có tổng thể không khác gì mẫu 5 Series. Bởi trục cơ sở là giống nhau, xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, có chức năng Clear Zone. Hệ thống loa trên phiên bản cao cấp là loa Harman Kardon. Động cơ của Lux A2.0 là loại động cơ N20 từng dùng trên những mẫu BMW 5 Series F10 đời trước. Lux 2.0 có hai tùy chọn động cơ. Bản bay dùng động cơ dung tích 2.0 tăng áp, công suất 130 kW và mô men xoắn cực đại 300 Nm. Bản cao cấp sử dụng động cơ 2.0 tăng áp, công suất 150 kW, mô men xoắn cực đại đạt 350 Nm. Xe sử dụng hộp số 8 cấp của ZF tối tân hiện nay. Đây cũng là hộp số hiện đại được lắp trên các thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới như Rolls-Royce, BMW hay Jaguar. Tuy nhiên, ECU điều khiển xe sử dụng của bên thứ ba là Brilliant. Lux A2.0 sedan sử dụng hệ thống dẫn động cầu sau. Xe được trang bị phanh tay điện tử, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, các trang bị an toàn cơ bản bao gồm hệ thống chống cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESP, TRC và 6 túi khí. Theo chúng tôi dự đoán, giá bán của mẫu sedan này sẽ dưới 1 tỷ, rơi vào khoảng từ 700 đến 850 triệu Việt Nam đồng. Mức giá này sẽ nằm trong cùng giá với các sản phẩm trong phân khúc sedan hạng C như Toyota Altis, Mazda 3 2.0, Honda Civic. Còn các bạn hãy đưa ra các dự đoán giá cụ thể bằng cách comment ngay phía dưới video này. Hãy like và subscribe kênh để liên tục theo dõi các thông tin thú vị về xe tại thị trường Việt Nam.